M270, pháo phản lực cực mạnh của Mỹ diệt quân Nga xâm lược. Siêu pháo phản lực M270 dù không được Mỹ công bố trong gói viện trợ quân sự cho Ukraine, nhưng bất ngờ loại vũ khí hủy diệt này vừa xuất hiện tại vùng Donbass, làm dấy lên nghi ngờ việc Washington đã bí mật chuyển chúng cho Kiev. Siêu pháo phản lực M270 do Mỹ sản xuất đã được nhìn thấy tham chiến tại chiến trường Donbass. Hiện loại pháo này được cho là đang nằm trong tay quân đội Ukraine. Hình ảnh về hoạt động của pháo phản lực M270 trong biên chế quân đội Ukraine vừa được trang tin Avia của Nga đăng tải. Trang Avia của Nga còn cho biết thêm, pháo phản lực M270 đã thực hiện tới 18 đợt tấn công nhằm vào quân Nga ở vùng Donbass từ khoảng cách lên tới 80 km. Việc Mỹ tuyên bố chỉ cung cấp các tổ hợp pháo phản lực M142, nhưng sự xuất hiện của các tổ hợp pháo phản lực hạng nặng M270 trong lực lượng vũ trang Ukraine đặt ra nhiều câu hỏi về việc quân đội Ukraine có thể nhận được những vũ khí nào từ các đồng minh phương Tây. Chuyên gia của trang Avia nêu vấn đề. Mặt khác, các chuyên gia của trang Avia cũng nhận định việc tổ hợp pháo phản lực hạng nặng M270 khai hỏa tại chiến trường Donbass đặt ra nghi ngờ rằng ai mới là người thực sự điều khiển loại vũ khí này. Bởi lẽ đây là loại vũ khí mới xuất hiện, chắc chắn chúng cũng chỉ mới được chuyển giao gần đây. Và quân đội Ukraine trước đây chưa từng được đào tạo sử dụng loại vũ khí này. Chưa rõ chính xác có bao nhiêu tổ hợp pháo phản lực hạng nặng M270 được chuyển giao cho Ukraine. Tuy nhiên, trang Avia cho rằng ít nhất 6 tổ hợp như vậy đã được ghi nhận. Việc chuyển giao hệ thống pháo phản lực cực kỳ nguy hiểm M270 có thể bắn cả tên lửa đạn đạo có tầm bắn lên tới 300 km, là một động thái làm gia tăng tính khốc liệt tại chiến trường Ukraine. Cả phía Mỹ và Ukraine hiện đều chưa bình luận về thông tin M270 bất ngờ xuất hiện và tham chiến tại Donbass. Một số ý kiến cho rằng Mỹ và Ukraine đã bí mật hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng ngay từ năm 2014, thời điểm Nga ăn cướp, sáp nhập bất hợp pháp bán đảo Crimea của Ukraine. CIA của Mỹ đã bí mật huấn luyện, chỉ huy và chiến đấu cho nhiều lớp sĩ quan và binh sĩ đặc nhiệm của Ukraine. Không loại trừ việc CIA cũng đã huấn luyện việc sử dụng các khí tài của phương Tây. Vì thế, khi cục diện thay đổi, vũ khí phương Tây, đặc biệt là từ Mỹ, ồ ạt đổ về Kiev, thì các binh sĩ Ukraine vốn đã được CIA đào tạo từ trước đã ngay lập tức sử dụng được các loại khí tài hiện đại này. Cũng không loại trừ việc Mỹ đã âm thầm mà không thông báo rộng rãi việc cung cấp nhiều chủng loại vũ khí nguy hiểm cho Ukraine. Đây cũng là một trong số những cách giải thích hợp lý cho việc tổ hợp pháo phản lực M270 bất ngờ xuất hiện tại vùng Donbass. Tổ hợp pháo phản lực M270 là một hệ thống phóng nhiều tên lửa, bọc thép và tự hành. Nó là một trong những vũ khí uy lực của Mỹ. Dù đã ở trong biên chế hơn 34 năm, hỏa lực và sức hủy diệt của nó ngày càng gia tăng nhờ hàng loạt gói nâng cấp, khiến nhiều chuyên gia quân sự gọi đây là súng bắn tỉa tầm bắn 70 km của lục quân Mỹ. Được biết đơn giá mỗi hệ thống này là 2,3 triệu đô la Mỹ, tức là khoảng 53 tỷ Việt Nam đồng. Hệ thống vũ khí M270 khi triển khai tác chiến thì bao gồm có 3 hệ thống chính: một là xe phóng, hai là xe nạp đạn và ba là trung tâm chỉ huy bên trong xe chỉ huy M577. Khi được Mỹ biên chế vào năm 1983, nhiệm vụ duy nhất của mỗi tổ hợp M270 là hủy diệt một khu vực rộng 100 hectare bằng 12 quả đạn tên lửa M26. Một cụm pháo phản lực M270 điển hình bao gồm 3 xe phóng. Mỗi xe bắn tất cả 12 quả đạn tên lửa. Mỗi quả đạn tên lửa lại chứa tới 644 quả lựu đạn M77.
toàn bộ đội pháo sẽ bắn tới 23.184 quả lựu đạn vào khu vực mục tiêu rộng 100 hecta, đảm bảo cày nát khu vực mục tiêu. Lục quân Mỹ đã ví đây là phương án ném bom mà không cần sự trợ giúp từ các máy bay không quân. Trong chiến dịch bão táp sa mạc năm 1990-1991, các tổ hợp pháo phản lực M270 đã tỏ rõ sức mạnh của chúng, dù khi đó chúng chỉ bắn đạn tên lửa M26 cơ bản. Vào thời điểm đó, Mỹ đã bắt đầu phát triển các mẫu đạn tên lửa có tầm bắn tới 45 km, nhưng vẫn sử dụng đầu đạn M77. Không lâu sau, đầu đạn này được thay thế bằng biến thể M85 mới hơn, có cùng sức hủy diệt, nhưng tỷ lệ trục trặc giảm xuống còn 1% so với 5% của đầu đạn M77 cũ. Tuy nhiên, điểm yếu cũ của M270 là các quả đạn không có hệ thống dẫn đường, khiến chúng có độ chính xác chưa cao, dễ gây thiệt hại ngoài ý muốn trên chiến trường. Nhưng đó chỉ là nhược điểm trên những phiên bản đời đầu. Mỹ sau đó cho ra đời phiên bản đạn tên lửa M30 trang bị đầu đạn tự dẫn và 404 bom con M85, giảm bớt sức sát thương nhưng tăng đáng kể độ chính xác với các mục tiêu cỡ nhỏ. Biến thể đạn tên lửa M31 mới nhất của pháo phản lực M270 được coi là giải pháp hiệu quả để tiêu diệt mục tiêu trong vùng đồi núi và đô thị với độ chính xác tối đa. Đầu đạn chùm M85 được thay bằng khối thuốc nổ mạnh nặng 100 kg, cho phép tiêu diệt mục tiêu đơn lẻ mà không gây thiệt hại ngoài dự tính cho khu vực xung quanh. Quả đạn tên lửa thế hệ mới còn được trang bị hệ thống dẫn đường quán tính và định vị vệ tinh, cho phép nó bắn trúng mục tiêu trong bán kính chỉ 10 mét. Trong khi đó, tầm bắn tối đa được nâng lên tới khoảng 70-80 km. Ngoài khả năng phản pháo của hầu hết các tổ hợp pháo phản lực thông thường, đảm bảo khả năng sống sót cho hệ thống M270 khi triển khai tác chiến. Đặc biệt, hệ thống pháo phản lực M270 còn có thể phóng tên lửa MGM-140. Đây được coi là một trong những loại tên lửa chiến thuật nguy hiểm bậc nhất thế giới hiện nay. MGM-140 là dòng tên lửa đạn đạo chiến thuật được tập đoàn Lockheed Martin phát triển dành cho quân đội Mỹ và một số nước đồng minh. Tên lửa đạn đạo MGM-140 có tầm bắn lên tới 150-300 km tùy theo biến thể. Sau khi được đưa vào trang bị, thì Lockheed Martin đã tiếp tục phát triển để cho ra đời các biến thể tiếp theo của đạn tên lửa MGM-140. Mỗi biến thể được phát triển dành cho từng loại nhiệm vụ khác nhau, trong đó đặc biệt có MGM-168, sở hữu tầm bắn xa nhất lên tới 300 km, và khả năng mang theo một đầu đạn nổ cực mạnh nặng tới 230 kg. Gần đây, Mỹ đang tái khởi động chương trình chế tạo phiên bản mới của loại đạn tên lửa MGM-140. Loại mới này có tầm bắn chính xác lên tới 500 km. Đạn tên lửa MGM-140 nặng 1,6 tấn, dài 4 m, đường kính thân 610 ly, có thể mang theo nhiều loại đầu đạn khác nhau, bao gồm cả loại đầu đạn phân mảnh có khả năng gây sát thương trên diện rộng, và chúng được dẫn đường bằng hệ thống định vị toàn cầu và dẫn đường quán tính. Học thuyết chiến tranh lạnh cho pháo phản lực M270 là cho các phương tiện tản ra riêng lẻ và ẩn nấp cho tới khi cần thiết, sau đó di chuyển tới vị trí khai hỏa và phóng tên lửa, rồi sau đó lại ngay lập tức di chuyển tới địa điểm nạp đạn, sau đó lại di chuyển tới vị trí ẩn nấp hoàn toàn mới để chuẩn bị cho đợt bắn tiếp theo. Các chiến thuật bắn và ẩn nấp này đã được lên kế hoạch để tránh bị phản pháo của pháo binh Liên Xô. Một chiếc pháo phản lực M270 bắn 12 quả đạn tên lửa M26 sẽ thả 7.728 quả bom, và một dàn pháo phản lực M270 bắn 108 quả đạn tên lửa có hỏa lực tương đương với 33 tiểu đoàn pháo binh bình thường. Thông số kỹ thuật của pháo tên lửa M270: chiếc chiến đấu gồm có 3 người, trọng lượng có tải là 24.756 kg, chiều dài là 6.85 m, chiều rộng là 2.97 m, chiều cao là 2.59 m, tốc độ tối đa là 64 km/h, phạm vi hành trình là 480 km, thời gian nạp đạn là 3 phút đến 4 phút. Động cơ là được trang bị động cơ diesel V8 tăng áp, công suất 500 mã lực. Đơn giá của hệ thống là khoảng 2.3 triệu USD. Thông số đạn tên lửa thông thường: đường kính thân tên lửa là khoảng 227 ly, chiều dài là khoảng 3.94 m. Về động cơ của đạn tên lửa là động cơ đẩy nhiên liệu rắn. Về tầm bắn hiệu quả là: đối với đạn M26 là 32 km, M26A1, A2 là 45 km, M30-31 là 70 km. Tầm bắn tối đa đối với đạn tên lửa mới nhất là từ 165-300 km. Đặc biệt, tên lửa tấn công chính xác mới nhất hiện nay có tầm bắn lên tới 500 km.
Như vậy là mình vừa chia sẻ với các bạn xong về pháo vạn lực M270 của Mỹ đã tham gia tác chiến ở Ukraine để diệt quân Nga xâm lược. Các bạn có ý kiến gì về pháo vạn lực M270? Hãy comment dưới video nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.